Giá đô la Mỹ hôm nay 13 tháng 12 năm 2022 đồng loạt tăng trở lại sau nhiều ngày rất sâu. Tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng và chợ đen ngày 13 tháng 12. Sáng ngày 13 tháng 12, giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại hạ nhiệt sau khi tăng vọt vào cuối ngày trước. Chẳng hạn, ngân hàng SCB niêm yết giá mua vào 23.600 đồng trên USD và bán ra 23.880 đồng giảm 20 đồng ở chiều mua vào và giảm 40 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, so với đầu ngày trước đó, giá đô la Mỹ tại Exim Bank đã tăng 220 đồng. Hay Vietcombank tiếp tục mua vào 23.530 đồng trên USD và bán ra 23.840 đồng. Không thay đổi so với cuối ngày hôm qua nhưng đã tăng 140 đồng so với 24 giờ trước. Tại Exim Bank, giá euro giảm khoảng 150 đồng so với cuối ngày hôm qua xuống còn mua vào 24.707 đồng trên euro và bán ra 25.332 đồng trên thị trường tự do. Giá đô la Mỹ được mua vào 24.150 đồng trên USD và bán ra 24.230 đồng. Đứng yên ở chiều mua và nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Đồng đô la Mỹ tăng so với hầu hết các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua. Trước thềm dữ liệu lạm phát được công bố vào cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày từ ngày 14 tháng 12 của cục dự trữ liên bang mỹ phép với khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng 11 sẽ được công bố vào hôm nay 13 tháng 12 và dự kiến sẽ tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó chỉ số cơ bản không bao gồm giá lương thực và năng lượng được dự đoán sẽ giảm từ mức 6,3% trong tháng 10 đồng đô la mỹ suy yếu báo hiệu rằng lạm phát đã hạ nhiệt và đặc biệt là sau phát biểu của chủ tịch phép phép Powell, cho biết Fed đang giảm tốc độ tăng lãi suất. Theo nhận định của Joe Perry, nhà phân tích thị trường cao cấp tại forex Com và City Index ở New York, kể từ khi đạt mức đỉnh vào cuối tháng 9, chỉ số DXI đã giảm hơn 8%. Trong bối cảnh đồng bạc xanh được cho là sẽ giảm sức hấp dẫn khi Fed chậm lại, tuần này cũng là một trong những tuần có nhiều sự kiện quan trọng nhất trong năm này, khi bốn ngân hàng trung ương lớn đều tổ chức các cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2022. Theo đó, Fed, ECB, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đều sẽ đưa ra các quyết sách về lãi suất trong tuần này. Trong đó, Fed được kỳ vọng sẽ đưa ra mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản sau so một loạt các đợt tăng 75 điểm cơ bản. Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng đô la Mỹ tăng 0,8% so với đồng yên Nhật, đạt mức 137,71 yên. Nó cũng tăng so với đồng franc Thụy Sĩ, tăng 0,2% đạt mức 0,9348 franc. Trong khi đó, đồng euro không thay đổi so với đồng đô la Mỹ, giao dịch ở mức 1,0535 đô la Mỹ. Đồng tiền Trung Châu Âu đã tăng gần 8% cho đến nay trong quý 4. Khi các nhà đầu tư đặt cực vào khả năng ngân hàng trung ương châu Âu ECB sẽ theo sát lộ trình tăng lãi suất mạnh mẽ.